Hello mọi người, chào mừng mọi người đã Hey, trở lại listen, với kênh của Mike. mình. Và Hey, đây là I'm transferring you Suri. out of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Thank God for that. Ok, và đây là Suri cái tên năm Việt hóa nha mọi người. Ok, các bạn nói mình bỏ Suri Việt hóa là không nha các bạn. Sau khi server đã ổn định nha các bạn, thì mình làm cả hai Suri một lượt nha các bạn. Buổi trưa Việt hóa, buổi tối là Farmer nha các bạn. Đó. Thì bên Farmer mình đã ổn định xong lực lượng công an thì mình sẽ ra mình làm người dân bình thường thôi các bạn. Tại vì mấy ngày đầu á mình phải làm lực lượng công an, huấn luyện công an cho nó bài bản, nó chuẩn chỉ rồi thì mình mới đi làm cái chuyện khác được nha mọi người. Ok, thì chúng ta đến với phần cốt truyện tiếp tục nha mọi người. Còn bạn nào muốn tham gia server của mình thì server tên là Miền Đất Hứa ở trên Farmer nha các bạn. Và mình mấy nay mình quên để link Discord cho các bạn để các bạn có thể vô trong server ngồi chơi được các bạn. Bạn nào chơi game thì vô ngồi chơi, cũng bạn nào không chơi game thì cũng có thể vô ngồi giao lưu với mình cũng như mọi người ha. Link mình sẽ để phần description nha các bạn. Chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo đó các bạn. Chữ B đó bạn. À. Đây đó bạn, nhiệm vụ chữ B là mình hình như là mình tới gặp ông đặc vụ FBI để giải 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 chết rồi các bạn. Giải chết vô để cử nào cho ổng á. Thì thôi lên đường các bạn. Wow, tôi mới thấy cái gì đó. Tôi mới thấy con Ferrari. Một người mê xe như mình thì không thể bỏ lỡ con mà siêu xe siêu hiếm này được các bạn. Ferrari, wow. Tỷ lệ gặp nó là 1% các bạn ạ. À. Ferrari 458 các bạn. What the fuck? What the? Oh my god. Tỷ lệ gặp con này là rất là hiếm luôn các bạn. Con nó bốc nào. Ôi, mẹ mới nói vậy cái gặp con thứ hai các bạn. Má nè. Cày thế nhờ. Khu này trời ơi, quá gặp con thứ ba luôn các bạn ơi. Đó là mồ các bạn. Ôi! Chẳng lẽ bây giờ đổi lại lâm mồ các bạn, tỷ lệ lâm mồ khó hiếm hơn hay sao các bạn ơi. Khu này nó đi Ferrari thôi à. Giờ mới nói gặp luôn con lâm mồ các bạn. Bình thường đi không bao giờ gặp về siêu xe các bạn, bữa nay khu này khu nhà giàu các bạn ơi. Má nó toàn đi siêu xe không các bạn ạ. À. Khu này mà nhức cái nách thiệt chứ. Lamborghini nè, còn này con xe Jeep các bạn ạ. À. Xe cũng gọi là hạng sang không á. Đẳng cấp thiệt chứ. Ui. Lỡ đường. Tiếng máy nghe sướng nha các bạn. Lên đèo lên nó không có nhanh lắm các bạn ạ, à, tại nó đang kéo dốc lên. Nissan. Ôi con Mercedes kìa. Nó đi ngang cái thấy chiếc mình nó wow các bạn. Chứng tỏ là xe mình rất là hiếm và xịn. Con Ferrari này rất là khó lái nha mọi người. Nó không có dễ lái như bên Aventador đâu. Đó. Nó có độ quăng đít nhất định các bạn. Cái này là những tay đua thì người ta cực kỳ thích để ta tận dụng cái độ quăng của nó, ta vào cua cho nó mượt các bạn. Còn những người lái mà mới thì sẽ rất là khó chịu. Đó, bởi vì con này gọi là ngựa hoang là vậy các bạn. Nó rất là khó nài các bạn. Mạnh nhưng mà khó nài. Wow. Con gì đây? Mercedes à. Ở đây siêu xe nhiều quá. Ôi có Ferrari đậu các bạn. Thôi mình đi. Thử phanh. Ui. Phanh cũng ăn quá các bạn nhờ. Phanh ăn đó các bạn. Ơi mày đánh tao hả mày? Nè nhìn thấy gì chưa? Gán liền. Sao mà không gán cho được? Đừng có tưởng bở các bạn. Đây, gặp ông này rồi, ở phần trước tập kia thì các bạn cũng coi tới khúc này rồi. Davy, ông này là đặc vụ FBI, mình xảo khúc này được nha các bạn. Rồi, khúc này là tới mình khúc giải chết nữa các bạn. Đó, mình đang trong cái bao xác nha các John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Gửi lên lịch nam da trắng, nhìn qua xem nào. Phần mở quanh bụng, chức năng Pro. Ê mày, tao chết rồi, mày đừng có body shaming đâu nha. Quá ẩu. Tỉnh dậy. Mày hả mày? Không lại là bọn chó. Trời ơi, xích cổ này luôn các bạn. Còn thằng nữa. Nó chạy mẹ rồi. Đây là trung tâm pháp y của FBI các bạn. Mình đột nhập vô các bạn. Làm gì vậy? À, FBI vô kìa bạn. Ẩu rồi. Ẩu rồi. Hai mình vẫn trốn được các bạn. Má ngầu quá, kịch tính quá, kịch tính quá.
Nghiệp vụ này yếu quá bạn. Mày nè bạn, một hit. Tra sát đối tượng, coi cái thằng ấy nó chết tiệt. Ghê quá các bạn ơi. Sợ ma quá các bạn. Oh my god. Là nhà xác các bạn. Ở trên TV rồi, không có thể thấy được cái thằng mà nó muốn giết con có ở đây chưa. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. À, thằng Ferdinand không phải là cái này các bạn ơi. On lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Muốn ra ngoài phải lên tầng trên các bạn ạ. À. Có nghĩa là Ferdinand. Ui. Má đâu rồi? Ép ra này vậy? Á, ư, shit tiệt. Tặc vũ. Hết sọt. Over. Agents, get cover. Shithead. Hậu hàng đi anh em ơi. Má đột nhập vô tòa nhà FBI luôn, tôi liều vãi chưởng. Nó báo động các bạn. Ui cầm súng lớn luôn kìa thằng chó này. Đừng có la. Ui. Đừng có la. La là anh sợ. Anh sợ anh bắn tầm bậy tầm bạ không á. Bảo là đừng có sợ luôn mà. Lên tầng trên các bạn ơi. Lên tầng trên hay đi xuống dưới đây. Mình phải đi xuống dưới tìm căn phòng bí mật gì nữa các bạn, đúng không? Ấy à. Cái cửa này nó đóng luôn quý vị ạ. À. Bắn bể cái cầu báo động rồi đó. Không được các bạn ơi. This building is air. Giỡn mặt. Tại súng số 1 thành phố. Hey, I already died once today. Lên trên nữa. Mấy FBI này phải đối thủ của mình đâu. Không một đối tượng này đi xuống. Chuyên nghiệp. Kỹ năng bắn súng của mình đang lên các bạn ạ. À. Khó khăn ngồi cửa sổ. Ui. Ba thằng một lượt. Đó. Phải lấy bằng chứng đi các bạn ạ, à. Lấy bằng chứng gì á. Rồi. Ok. Bây giờ làm sao thoát ra đây? Có một cái cửa sổ đó các bạn. Mở cửa sổ và hóc ra. Ôi gà thôi ơi. Ây da mẹ ơi. Đào thế nhờ. Tẩu lẹ. Ôi hey, đây rồi. Đương nhiên là đi Audi các bạn. Đương nhiên là đi Audi rồi. Mà ây da. Hy vọng chiếc Audi này sẽ cứu chủ. Đúng rồi, cho tôi thấy sức mạnh của anh đi anh trai ơi. Ý, còn đụng xe nữa. Cay thế nhờ. Mở cửa ra. Đấy các bạn, mình thuộc mắt mà. Rồi. End game các bạn, ao trình một cái cống thôi là mình cò quay xong rồi các bạn. Ao trình công an bắt lực. Rồng các bạn ạ. À.
thằng quỷ kia nó không có trong nhà xác các bạn ơi, nó giả chết các bạn ơi. Để dùng ngoại ô các bạn. Okay. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Đi đến mỏ dầu. Gọi cho Davey. Dave, the hell was that? Ông có biết tôi gặp nguy hiểm thế nào hay không? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Hello, người anh em. Chuyện là thế nào? Chúng phải rời khỏi thành phố. We got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Có chuyện gì vậy? Thanks, all right? You remember I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... Thằng Michael này kiểu mà nó chưa kể cho ông Franklin nghe nhiều chuyện nhiều quá khứ của nó các bạn ơi. Oh yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look. Chế vô, thằng Michael giờ bị chế vô dí lại bên FBI dí quá các bạn ơi, nó đang rất là căng. Claim to be an angel. But you meet Trevor Franklin. Thì nếu gặp chế vô, mấy là những thằng cấy. Ý là Michael dặn nói Chevo là người tốt rồi. Mẹ nó. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Đù mà. Thằng da đen này chắc quá các bạn ơi. Phan Linh chắc quá. Phan Linh mà mặc kệ sống chết vẫn giúp Michael các bạn ạ. I'll find something for you. Big. Now come on. You better take off. Alright man, I'm with you. I'm with you. Ôi, I wish you. Tôi tham gia. Wow, ngầu quá các bạn. Ngầu vãi cái trưởng. Thằng Phan Linh quyết định giúp Michael nha các bạn. Chúng ta hoàn thành được 17% cốt truyện rồi. Tiếp tục thôi. Ok. Và Audi ghẻ gách này mới giúp mình mà thoát chết các bạn ạ. Nên mình quyết định tặng cho nó một cái gì đó phần thưởng, đó chính là mình sẽ phá hủy chứng cứ các bạn. Ôi trời ơi, má may quá các bạn ơi. Quá nãy mà mình không lọt vô cái khe này mà nó nổ cái chắc mình chết quá các bạn. Nó còn ao đi nữa các bạn. Đó là cách mình trả ơn các bạn. Đây là đúng chơi không phong cách của Michael ha. Mình sẽ phá hủy chứng cứ các bạn. À, cho xăng chảy lên chiếc ao đi. Chà cái kết đây. Wow. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ấy chết mẹ công an. Mẹ. Phá gì công an cũng bắt không trời. Má nghiệp. Ê chiếc đỏ. Chết mẹ chiếc đỏ chạy ngang qua rồi. Chạy ngang đi xe gác trốn công an. Ơ kìa. Chạy bộ trốn công an luôn. Thấy bà nội luôn các bạn. Nghiệp nghiệp tới các bạn. Tính của Michael đã vậy các bạn, sau khi nó lợi dụng hết cái chuyện lợi dụng với nó thì nó sẽ nó vậy đó. Bim đúp, ui, bim đúp. Đổi gió, đổi gió, đi bim đúp.
Đừng có báo mang nha chú em. Xe của tôi bỏ quên chìa khóa thôi. Chạy xe con gái mình gọi gì đây? Bố phá hủy cuộc đời của con rồi đấy. Gì vậy? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck, you really are. Xe này đẹp quá các bạn ơi. Mình cũng méo quan tâm nhỏ con gái của mình đó các bạn. Con gái mình nó xàm lắm rồi à. Never, I hate you. Ghét cái gì mà ghét? Mé nó lên chương trình truyền hình nó làm cái trò hề trên thiên hạ mình đi cứu nó giờ nó chửi mình các bạn à. Á à, đứa đẻ ra được con gái mà mày nóng ruột các bạn, người ta đẻ ra mát ruột, còn mình này đẻ ra nóng ruột kìa các bạn. Rồi chạy tốc độ rồi các bạn. Ôi đúng là BMW chạy đảo các bạn ơi. Biết chị méo lấy Audi đi đâu, đi BMW sướng phải. Chữ B ở đây nữa các bạn. Ui đang tính là ghiếp anh trai ơi. Trời ơi hả, con bìu nếp này đi sướng thật các bạn ạ. À, mình phải có một series riêng để review những xe này mới được. Ở thằng trên các bạn ơi, ở trên phía trên. Trụ sở FBI. Tới chỗ Davy, vô cà phê cà pháo với Davy nữa bạn. Khứa mắt dại nữa bạn. Hey Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa, pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So... well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Quá láo vậy. Mang FBI này quá láo, có ngày tử hết mang này mới được. Or the entire government. Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Oh, why don't you start with me, genius? Để mình giờ làm anh coi nha. Bá vô đây mình úp. Bá vô đây mình úp. Đó, đụng vô. Đó, bá vô đây mình úp. We have received intel. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I bắt cửa đó các bạn ơi. À, mẹ nó các bạn. Rồi hiểu rồi. Can't teach an old dog new tricks. Let's go. Giờ trong xe con Davy các bạn à, phải đi bắt con cửa mà FBI nữa các bạn. Cứa nó trốn đâu rồi? Nên cứa mà nhân chứng các bạn ạ. Bây giờ mấy con FBI này sợ kia có bằng chứng nè. Bây giờ phải bắt cóc quỷ đó đi các bạn. Mà nghĩ đó chắc bị bắt trên cái tòa nhà FBI này chứ đâu. Mấy cha này quéo chim quéo cu hết rồi mà cũng bày đặt sao sạo. Đi lẹ lên ông già ơi. Ô lại đi con bim đúp này à. Uầy, ông nọ này đi xe cũng được quá nhờ. Rồi xe đẹp đấy. Bim đúp M5 luôn các bạn ạ. Má giàu thế nhờ. Đù. Nhất đắt đây. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin. À. Trụ sở FBI đi xe bim đúp là hiểu rồi các bạn ơi. Or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay.
ở cái phần link các bạn ạ. Michael, this ain't the best time. I'm kind of busy. Tôi đang bận. Sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Đù, nó đang bận nhưng mà nghe mình có biến nào mà tới liền các bạn. Hay lắm. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move. Lái đẳng cấp chưa vậy? Fucking dumb. Cảm giác lái bim đúp rồi. Okay, getting Mr. K out of the MIA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa ông già? Hết hồn chưa ông già? Hết hồn chưa ông già? Lái xe phải vậy. Đi bim đúp phải lái vậy các bạn, gọi là mới gọi là cảm giác lái chứ còn là mấy cha lái lên mà chạy đường thẳng đạp ga thì biết mẹ gì cảm giác lái đúng không? Lái phải lùng lách, phải múa như vậy. Ôi chạy vô tới luôn các bạn ơi, lần này có chạy vô tới hỗ trợ luôn. No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Yo. À, rồi chúng ta sẽ tấn công trụ sở FBI à? Một bài máy bay được có hướng dẫn anh mày bay mày trước lúc tụi em biết nói nữa, anh bay máy bay nhiều hơn tụi em ăn cơm nữa, được hướng dẫn thời gian lắm. Bây giờ game còn hướng dẫn anh bay máy bay các bạn ạ. Nó đi làm vài đường cơ bản các bạn. Giá là vải này trụ điện đúng không? Nè đây trình cao thủ lên máy bay rồi em ơi. Ôi nè mấy cái tòa nhà nè, né cái một ơi ơi bài lên gì lên cái một thôi, đơn giản các bạn à. Cái trình lái máy bay của mình là gọi là lái tới máy bay thương mại các bạn à. Còn mấy cái trực thăng này là ba đầu quỷ thì dục trụ sở IA nè trên đây hả. The extraction point is on the west side of the building. West side of the building ở cánh ở đây à. You fuck around while I'm out there, I'll climb back up this rope and strangle you with it. Ôi ôi đu dây đúng không bạn, 6 mét để tụt xuống để tụt nhanh hơn giữ ít. Hiểu rồi, cái đu dây cũng chiến quá vậy. Ôi con FBI các bạn, còn làm gì tao, tao đu ngoài mà làm gì biết. Đó cái gì đấy. Ôi cái thằng này nè các bạn, đang được điều tra đó các bạn. Dạ vậy chứ rồi, đá cú họng các bạn, đá cú họng này các bạn, quả đá cú họng hốn lắm đó mấy cha ơi. Cinema equipment not surveillance. Grab his other arm. No. Má nhỏ gái mày cha tắm các bạn. Ôi trời ơi, you think you're impenetrable? See how you feel with this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's dry dock him. The world thinks you're dead, genius. Soon you'll be wishing you. Ta tôi sẽ cứu này. What the fuck? Terminate him. Giơ tay lên. Công an đây, giơ tay lên. Công an đây, giơ tay lên. Đổi sang phần linh với bạn. Làm gì đây? Sniper. Why? Bắn mẹ đàn bà chứ đâu bạn, nhỏ con gái rồi. Gà đạn. Lại đi người em. Yểm trợ. Đổi sang Michael. Khả năng bắn súng thượng thừa đừng hỏi. Mắm nhỏ gái rồi. Những phim Hollywood chưa? Đưa ta khỏi đây. Nhanh lên. À đâu, máy bay tới các bạn. Trời bắn máy bay luôn hả? Đâu? Á máy bay chiến đấu các bạn ơi. Phi công nè các bạn, đẳng cấp chưa?
Đây là đạn xuyên giáp nha bạn. Nó mày một hit, hai hit. Bỏ qua. Kinh. Mình thử được hai máy bay rồi. Wow. Hết sọt thì gồng. Ê, bắn chết. Mếu cần đâu, anh mếu cần phái đâu. Đây là bên Kevo. Kevo lái hả? Ui, đơn giản các bạn ạ. Ao trình. Ao trình. Now why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. Hạ cánh nha bạn, để hạ cánh cho bạn coi. Hạ cánh cắt kéo nè. Thank you. Don't mention it. Put her down in the lot, Trevor. Ui. Đang quay clip. Hạ cánh. Ok. Ngon lành các bạn ạ. Thank you. Oh my, you saved me. Xong, nhiệm vụ kết thúc quá đơn giản các bạn ạ. Mấy con FBI này việc gì cũng phải tới tay mình các bạn. Mình gắn tim quá dữ. Yo. Ok các bạn, nhiệm vụ hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích series này thì nhớ để lại một like và subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Đừng quên ủng hộ mình. Và bạn nào muốn chơi server của mình thì có thể vô link Discord để chơi nha các bạn. Quay chiếc beam group này của mình nó vẫn luôn nè. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nhớ like, subscribe kênh nha các bạn. Buổi sáng là mình sẽ đăng biệt hóa, buổi tối là mình series Farmer nha. Cảm ơn mọi người.